chào anh em nha. Hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một cái sản phẩm phục vụ cho anh em đang chơi cái dòng xe là Wayrim Cup 67. Thì cái sản phẩm hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là cái cục IC mở tua ATR Racing IC nhôm, dòng mẫu mới nhất của thương hiệu ATR Racing thiết kế cho dòng xe Wayrim Cup 67. Thì sản phẩm hôm nay là cục IC nhôm AD có tăng chỉnh 5 chân lửa bình. Với việc sử dụng là lửa bình này nó sẽ có cái độ ổn định cao hơn, lửa đều hơn và bền hơn so với IC lửa máy nha. Cái mẫu này là mẫu được nâng cấp mới nhất 2020 của IC nhôm ATR Racing. Thì đây là cái sản phẩm, nó là full box như thế này nha. Shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán cho anh em với mức giá là 350.000 một cục, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Đây là cục IC 5 chân lửa máy, lửa bình dòng ATR Racing dành cho Wayrim Cup 67. Thì cái việc lắp đặt rất là đơn giản, anh em về dưới cắm như zin, không cần phải đổi vị trí dây. Còn cái dây này á, có một cái dây thừa ở ngoài màu đỏ này thì anh em sẽ cắm vào cái nguồn điện bình theo cái hệ màu của xe Honda dành cho Wayrim. Thì cái dây đen này, dây đỏ này sẽ cắm vào cái dây đen là cái dây sẽ có điện sau ổ khóa, là khi mình bật chìa khóa lên là nó sẽ có điện. Thì nói chung là cái dây đỏ này sẽ câu vào cái dây màu đen trong hệ thống điện của dòng xe Honda Dream Way Cup 67. Còn cái này là cái mắt chỉnh nha, để điều chỉnh góc đánh lửa sớm hay muộn, phù hợp với nhiều cấu hình máy cho anh em. Rất là ổn định nha anh em, đã được test và rất là ổn định, nên công ty ATR Racing đã tiến hành tung ra thị trường cái sản phẩm này ha. Lắp đặt như zin, không độ chế độ bảo hành 3 tháng loại mắt lửa cho anh em luôn. Hàng chính hãng ATR Racing, IC nhôm, dòng này rất là mạnh, đã được khẳng định trên thị trường rồi. Rồi giá là 350.000 một cục, IC nhôm 5 chân lửa bình có tăng chỉnh dành cho Wayrim Cup 67. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua cái số điện thoại là 0933 996 332 ha. Số phụ tùng xe máy của Thắng hàng hạnh tài trợ chương trình này.